Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cách tiêm vaccine phòng bệnh khô thai các bạn nhé. Khô thai cho heo lái đây. Tên vaccine là cái gì đây? Bavosin. Đấy, cái loại phòng bệnh khô thai cho heo các bạn ạ. Nên là heo lái của mình thì tầm chuẩn bị lấy giống các bạn ạ, thì là phải tiêm cái loại này để phòng tránh cái bệnh thai chết lưu, chết khô ở trong 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 heo mẹ các bạn nhé. Đấy. Đấy, trước mình cũng đã bị rồi, không tiêm cái này vào thì là nhiều cái dòng lợn bây giờ là nó khó đậu thai mà thai lại dễ bị ảnh hưởng vì cái bệnh khô thai này, cho nên là mình phải phải tiêm cái này vào. Mình trước đã có đàn lợn đẻ được 12 con cơ, nhưng mà do mắc cái này cho nên là chỉ còn sống được 3-4 con thôi. Rất chi là phí công lao của mình, cả 1 tháng 4 tháng rồi mới được đàn lợn mà giờ nó bị ảnh hưởng thì cũng rất là ảnh hưởng đến thu nhập các bạn ạ. Thế cho nên là mình hôm nay mình giới thiệu các bạn là đây là các loại vaccine phòng các bệnh khô thai của heo lái nha. Thì sau đây mình sẽ tiêm cho lợn lái để phòng cái bệnh này. Đây các bạn, như con heo mà mình cho ra ở trong lồng này thì nên trước khi lên giống khoảng 10 đến 15 ngày các bạn nhé. Nhà sản xuất khuyến cáo là khoảng 15 ngày thì là sẽ tiêm. Sau khi 15 ngày sau nếu để lấy giống thì nó sẽ an toàn và sẽ anh sẽ tránh được cái bệnh khô thai từ heo heo ảnh hưởng đến heo con các bạn. Đây. Con lợn như thế này thì sau đây mình sẽ tiêm cái con lợn nái như thế này. Đấy. Trước khi lấy giống 15 ngày các bạn nhé. Đấy là khuyến cáo của nhà sản xuất, nên mình cứ làm theo nhà sản xuất thôi. Các bạn chờ đi nhé, mình lấy thuốc vào tiêm. Đây các bạn nhé, mình sẽ lấy thuốc vào cái xà lanh này. Tiêm. Thuốc này là gốc dầu các bạn, khó lấy hết đấy. Tiêm vào nhé. Tiêm thì hơi khó các bạn ạ, đứng hơi với là khó tiêm, nhảy vào chuồng tiêm. Xong các bạn.